Ôi các em ơi, quay trở lại đi. Chị sợ quá. Sao lại bị ao như thế nhỉ? Nhiều người xem quá à? Phải không? Quay lại, quay lại, quay lại. Trời ơi là trời, tôi khổ quá mà. Hình như buổi trước cũng thế nhỉ? Cái đợt mà làm cái chiến dịch dậy sớm ấy đúng không? Cũng bị buổi đầu tiên bị ao ra đúng không? Vì nhiều người xem vào xem quá. Ôi dồi ôi, sợ quá. Trời ơi, tại sao tự nhiên bị ao ấy nhở? Nhiều người xem quá, các em ạ. Ôi chị sợ quá, chị giật mình luôn ấy. Tự nhiên chị đang thẳng say mê, tự nhiên chị nhìn lên chị bảo là ôi dồi ôi, ao luôn ạ, khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Nhiều người xem quá đấy, tận 1.500 người xem thì nó chả bị ao. Hết cả hồn. Quay trở lại chơi các em, nhanh 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 nhanh, chỉ đợi 1 phút thôi nhá. Chỉ đợi 1 phút thôi đấy. Chỉ đợi 1 phút thôi đấy nhá. Chứng tỏ bài hôm nay là một bài rất quan trọng đấy. Có điểm đấy, không phải đơn giản đâu nhá. Học hành cho nó cẩn thận vào. Các bạn ơi, nào, nhanh chóng nào. Khủng khiếp quá, trời ơi, chị sợ quá. Tự nhiên chị thấy, chị bảo, ôi chị quay ra chị bảo, ôi ao à. Ôi trời ơi, không nghĩ là bị ao khủng khiếp như vậy. Nhiều người xem quá, đông quá chứ còn gì nữa. Sợ quá đi mất. Rồi các em ơi, nào bây giờ quay trở lại đây cùng với chị nhá. Chúng mình đang nói về những cái kiến thức cơ bản này. Ai vào sau xem sau nhá. Chúng mình sẽ quay trở lại với cái phần kiến thức cơ bản ở đây. Thì các bạn sẽ thấy những cái vấn đề chúng mình cần quan tâm bao gồm: 1 là phương thức biểu đạt, 2 là phong cách ngôn ngữ, 3 là thao tác lập luận. Ok chưa ạ? 4 là biện pháp tu từ. Là biện pháp tu từ. Ok chưa nào? 4 là biện pháp tu từ. Được không ạ? 5 là gì? Phép liên kết nhá. 5 là phép liên kết. Và số 6 đó là thể thơ. Đồng ý với chị không? Đây là những vấn đề mà người ta hay hỏi nhất. Và chúng mình thấy ở trong cái câu đầu tiên ấy, bao giờ người ta cũng cái khả năng rất là cao là sẽ hỏi về cái câu này. Một là phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, biện pháp tu từ, phép liên kết và thể thơ. Thì ở đây chị dùng một cái số liệu này để thống kê lại cho các bạn, để các bạn có thể nhớ ngay và luôn giúp cho chị này nhá. Nhớ ngay và luôn giúp cho chị. Phương thức biểu đạt 6, phong cách ngôn ngữ 6, thao tác lập luận 6, biện pháp tu từ khoảng tầm 11-12, phép liên kết 4 và thể thơ thì chúng mình sẽ có thể ghi nhớ theo cái hình thức là thơ truyền thống này, thơ hiện đại này và thơ trung đại. Được không ạ? Nhá, thì các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị cái phần này. Tất cả những cái phần kiến thức này các bạn đều đã ok rồi đúng không? Phương thức biểu đạt đã biết là có những cái gì rồi đúng không? Phong cách ngôn ngữ có những cái gì rồi đúng không? Thao tác lập luận, biện pháp tu từ, phép liên kết và thể thơ. Được chưa ạ? Tất cả những cái này các bạn đều phải ghi nhớ nhá. Cái phần quan trọng hơn mà chị muốn trao đổi cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay ấy, đó chính là cái phần kiến thức này. Phần kiến thức nâng cao hay còn gọi là phần kiến thức thông hiểu. Được không ạ? Đây là cái mà chị muốn trao đổi cùng với các bạn nhá. Bây giờ quay trở lại đây này. Không biết rơi rớt đâu mất 300 đứa rồi. Chắc là 300 đứa đấy đang đi tìm đường về đây. Đang đi tìm đường vào team Ngôi Sao Băng Giá đây. Tự nhiên vừa đấy là tự nhiên là bị out ra luôn. Chắc là vì số người xem đông quá chứ còn gì nữa. Đấy, thế nên là có khi là phải lọc bớt thành viên trong group thôi nhở. Ai không học thì đi ra để dành vé cho người khác học thôi nhá, để đỡ bị out nhá. Rồi, đồng ý, bây giờ quay trở lại, chị đã nói rồi. Cái phần quan trọng mà chị muốn đề cập đến với các bạn ngày hôm nay đó chính là phần kiến thức nâng cao ở trong câu đọc hiểu, hay nói cách khác là phần kiến thức thông hiểu nhá. Được không nào? Và nhắc lại một lần nữa, những cái câu hỏi về thông hiểu này thường sẽ xuất hiện ở câu 2, câu 3 và câu 4. Đồng ý không ạ? Câu 2, câu 3 và câu 4. Ok chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là nó sẽ rơi từ 2,0 cho đến 2,5 điểm. Được không ạ? Và chị sẽ tập trung cho các bạn vào trong phần kỹ năng nhá. Chị sẽ tập trung cho các bạn vào trong phần kỹ năng. Thì ở đây các bạn chú ý giúp chị này. Đối với cái dạng nâng cao này, với cái dạng thông hiểu này, thì chúng mình sẽ thấy là gì ạ? Chúng mình sẽ thấy rằng những cái dạng câu hỏi chúng mình thường gặp sẽ bao gồm: 1 là tìm ngữ liệu trong văn bản. Đồng ý không? 1 là tìm ngữ liệu trong văn bản. Đối với cái dạng tìm ngữ liệu trong văn bản này, chúng mình rất thường bắt gặp. Đối với các cái dạng câu hỏi có những cụm từ đó là theo tác giả hay là theo văn bản. Được không? Theo văn bản thì cái A như thế nào? Kiểu kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Nhá, thì cái A này như thế nào? Ok chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, ở đây chị coi cái A này chính là từ khóa. Và chị sẽ đọc lại văn bản để phát hiện ra xem là cái từ khóa này nó thuộc ở phần nào trong văn bản. Và từ đấy chúng ta sẽ tìm được ra câu trả lời. Vậy thì câu trả lời này chúng ta hoàn toàn có thể trích nguyên văn, lời của tác giả, hoặc nhiều bạn chuyển thành lời của bản thân, lời dẫn của cá nhân. Đều ok. Được chưa ạ? Nhưng có một cái điều mà chị cần lưu ý đối với các bạn nhé. Đó chính là ở trong cái câu trả lời này ấy, thì các em nên đọc toàn bộ văn bản. Bởi vì sẽ có rất nhiều trường hợp là cái ngữ liệu liên quan đó nó không chỉ xuất hiện ở một đoạn, mà nó có thể xuất hiện ở cả đoạn thứ hai nữa. Thế nên nếu như mà các bạn không đọc toàn bộ thì đôi khi các bạn sẽ bị mất điểm ở trong phần này là điều đương nhiên. Hết sức chú ý nhá. Đây là một trong những cái điều mà chị cực kỳ cần phải cân nhắc đối với các bạn. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi, đây là câu hỏi số 1. Câu này thì đơn giản rồi. Có một cái câu hỏi nữa mà chúng mình cũng rất là hay gặp. Đó chính là câu hỏi tư duy. Tư duy về ngữ liệu. Tư duy về ngữ liệu trong văn bản nhá. Tư duy về ngữ liệu trong văn bản thì các bạn ơi nhá, tư duy về ngữ liệu trong văn bản ở đây chính là cái dạng câu hỏi mà thường sẽ có các cụm từ theo anh chị, được không? Hoặc là anh chị hiểu, được không? Anh chị hiểu cũng là một cái vấn đề A, được không ạ? Được đề cập đến trong văn bản là gì? Vậy thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Ở đây chúng mình có là đã gọi là theo anh chị rồi, thì chắc chắn cái phần này nó sẽ phụ thuộc vào gì? Nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của từng người, đúng không ạ? Quan điểm cá nhân của từng người. Thế nhưng lời khuyên dành cho các bạn là chúng ta phải hiểu đúng nhá. Chúng mình phải hiểu đúng. Chứ các em không thể nào mà đi chệch hướng quá theo cái kiểu là người ta rõ ràng hỏi về con rùa mà mình lại trả lời là con mèo. Chắc chắn là sai rồi. Hiểu ý chị không ạ? Thế nên là đối với cái câu hỏi này sẽ không có barem điểm chính thức rằng là các em cần phải là trả lời từng chữ A, B, C, D, X, Y, Z, mà các em có thể diễn đạt theo cái cách của các em. Nhưng ở đây các bạn phải hiểu đúng và không đi chệch vấn đề theo đáp án là ok. Được không ạ? Đối với cái câu tư duy về ngữ liệu trong văn bản này, đây là một cái câu hỏi mà bản thân chị nghĩ rằng là nó cũng có cái độ phân hóa đấy. Mặc dù nó không khó, nhưng nó cũng mang trong đó cái độ phân hóa để cho thấy là bạn nào thực sự học hiểu và bạn nào thực sự chỉ là học vẹt. Được không ạ? Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Một cái câu hỏi nữa, chị gọi đây là dạng câu hỏi về quan điểm. Thì đối với cái dạng câu hỏi này, người ta sẽ thường cho 1,0 điểm. Và người ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi cho các bạn. Đó chính là thứ nhất, lưu ý giúp chị này, câu số 1. Người ta thường đặt ra cho các bạn đó chính là thông điệp hay là bài học được rút ra từ cái văn bản trên là gì nhá. Ok chưa ạ? Đồng ý không? Thông điệp hay là bài học được rút ra từ văn bản trên là gì? Thì ở trong cái phần này các bạn sẽ phải trả lời theo mô típ. Chúng ta sẽ rút ra cái thông điệp và bài học luôn. Thế nhưng chúng mình sẽ phải đi kèm với một cái phần nữa. Đó là phần giải thích vì sao lại lựa chọn thông điệp và bài học đó. Ok chưa ạ? Tiếp tục. Dạng câu hỏi số 2 là dạng câu hỏi người ta sẽ thường hỏi các bạn về việc là gì ạ? Người ta sẽ hỏi các bạn về đó là anh chị đồng tình hay là không đồng tình nhá. Đồng tình hay là không đồng tình với một cái vấn đề nào đó trong văn bản. Thế thì đương nhiên là các bạn ở đây cũng phải đưa ra cái câu trả lời trực tiếp, là các bạn sẽ nói luôn là các bạn đồng tình hay là không đồng tình, cộng thêm với phần giải thích. Ok chưa nào? Thì các em ơi, đây là những cái dạng câu hỏi chính mà chúng mình thường gặp ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia đối với phần đọc hiểu. Chị nói như vậy các bạn có hiểu không? Chị nói như vậy các bạn có hiểu không ạ? Các em ơi, chị nói như vậy các bạn có hiểu không? Có hiểu những gì mà chị vừa trao đổi cùng với các em không? Đấy là về mặt nội dung nhá. Đấy là về mặt nội dung nhá. Còn đương nhiên là nếu muốn kỹ càng hơn, ôn lại cả về nhận biết, về tất cả các phần, thì nhớ là phải đăng ký khóa học 10 ngày ngay. Hiện tại bây giờ trong tháng 5 vẫn còn ưu đãi cho các bạn đấy. Để đến tháng 6 đăng ký là học phí rất là cao đấy. Nên là hãy tranh thủ đăng ký trong tháng 5 đi nhá. Được không nào? Để tút lại toàn bộ kiến thức trong tháng 6 cùng với chị về đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Ok chưa? Nhá, rất nhiều chiến binh đã đăng ký khóa học này rồi. Nào thì ở đây các bạn có hiểu những cái gì mà chị vừa trao đổi không đã? Chị đang rất muốn hỏi cái điều đấy. Khổ thế là máy chị không thể nào đọc được comment. Đợi chị xíu ấy, chị vào bằng lab đã. Không đọc được comment của các em, không biết là các em đang nghĩ gì luôn á. Vậy mới mệt á. Hiểu không ạ? À? Đồng ý nhá. Thế thì ở đây, đây là về mặt nội dung. Còn một cái nữa mà các bạn cần phải ghi nhớ này, đó là về mặt hình thức. Có nhiều người bắt đầu xảy ra một cái cuộc tranh cãi kinh khủng khiếp. Bắt đầu nhá. Các bạn, một bên thì bảo là ui chị ơi em gạch đầu dòng nhá chị nhá. Một bên thì bảo là ui dồi ôi không được gạch đầu dòng nhá. Thế thì ai mới là người đúng đây? Cái vấn đề nằm ở chỗ ấy là gạch đầu dòng hay không gạch đầu dòng thì cũng không có sai các em ạ. Bởi vì vấn đề là trong 3 điểm không có quy định các bạn về việc là gạch đầu dòng thì bị trừ điểm hay không gạch đầu dòng thì sẽ được thêm điểm. Thế nên chị chốt lại là các em gạch đầu dòng hay không gạch đầu dòng cũng không vấn đề gì cả. Thế nhưng trên quan điểm của chị thì chị luôn lựa chọn một cái cách làm an toàn. Đó là chị muốn cái bài trình bày của chị phải đẹp nhất. Và chị cố gắng làm cho cái bài trình bày đó đẹp nhất bằng cách là chị sẽ ghi rất đơn giản. Ví dụ phần 1 đọc hiểu. Được không nào? Chị sẽ trình bày như này. Câu 1 2 chấm. Câu 2 2 chấm. Câu 3 2 chấm. Và câu 4 2 chấm. Được không ạ? Có rất là nhiều cách để chúng ta khoa học bài trình bày của mình mà. Đâu nhất thiết phải dùng gạch đầu dòng. Kể cả là bài đó có 2 ý thì chúng mình vẫn có thể dùng dấu chấm phẩy để chúng mình chia tách các ý mà. Đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Thế nên là bản thân chị nghĩ là tốt hơn hết là các em có thể cân nhắc một cái cách trình bày phù hợp. Nhưng đối với bản thân của chị thì chị đưa ra cách trình bày cho các bạn. Khi mà chúng mình làm, đó sẽ là chúng mình sẽ không gạch đầu dòng. Được không ạ? Và chị cũng quy định cái thời gian làm cho các bạn luôn. Nhiều bạn sẽ hỏi chị rằng là cái câu đọc hiểu này thì nên làm trong bao nhiêu phút vậy chị? Thì chị dành cái lời khuyên cho các bạn, đó là tối đa các bạn chỉ nên làm trong khoảng 15 phút thôi. Thời gian. Ok chưa nào? 15 phút. Nhá. Thời gian là 15 phút. Ok chưa nào? Được không ạ? Thời gian là 15 phút nha. Đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Ok chưa? Đấy, thế là về tất cả mọi thứ của cái câu đọc hiểu, chị đã list lại chỉ trong đúng một mặt giấy dành cho các bạn. Để các em có được mục tiêu rõ ràng. Và các bạn cũng xác định được rõ ràng là chúng mình cần phải nắm được cái gì. Bây giờ, chúng ta cùng làm một đề thực chiến luôn. Nhá. Chị đã chuẩn bị một đề thực chiến ở đây. Và bây giờ chị em mình sẽ chiến cái đề này luôn. Ngày hôm nay có vẻ là buổi nhẹ nhàng nhất đấy. Buổi ngày mai sẽ là một buổi rất kinh khủng. Bởi vì có thể là ngày mai chị sẽ chửi các bạn rất là nhiều, mắng các bạn rất là nhiều về việc là tại sao trước đây các bạn lại viết nghị luận xã hội tệ như thế. Các em có đồng ý và sẵn sàng để cho chị Hiên mắng cho một trận tơi tả không? Vì chị biết rằng ở đây 1.500 bạn đang xem phần phát trực tiếp này ấy. Có rất là nhiều bạn nhá, viết nghị luận xã hội rất vớ vẩn luôn. Rất vớ vẩn ở chỗ là gì ạ? Rất vớ vẩn ở chỗ là viết lằng nha lằng nhằng, không ý nào ra ý nào, không sáng tỏ vấn đề, không có cái vấn đề nào, nói chung là đi cứ lung ta lung tung ấy, không triệt để bất cứ một cái vấn đề gì cả. Thế thì viết làm gì? 2 điểm mà được có 1 điểm thì viết làm gì? 2 điểm mà được có 0,75 điểm thì viết làm gì? Mà trong khi cái câu nghị luận xã hội, cái đoạn văn đấy là một cái đoạn văn mà chúng ta cũng có thể dễ dàng giành được 1,75 đến 2 điểm. Vấn đề là như thế. Ok không ạ? Thế nên là chị muốn là buổi ngày mai sẽ là một buổi cực kỳ quan trọng. Hôm nay mới chỉ là cái buổi bước đệm thôi. Còn ngày mai, ngày kia mới là những cái buổi mà chị tin chắc là các bạn sẽ vỡ ra cực kỳ nhiều thứ luôn nhá. Rồi, thế thì ở đây chúng mình sẽ cùng làm câu đọc hiểu này trước nhá. Chị có một cái đoạn thơ như thế này. Ơi quê hương đất mẹ Việt Nam, bao cuộc chiến không hề khuất phục, yêu lũy che xanh dòng sông thao thức, tiếng trẻ thơ gà gáy sớm trưa. Chiến tranh dài đẫm máu ngày xưa, những anh hùng hy sinh một thuở, cho quê hương muôn đời rạng rỡ, vững bước đi lên hội nhập bay xa. Nay khắp trốn corona tràn qua, nay khắp trốn corona tràn qua, cả nước một lòng cùng đấu cùng gì ạ? Cả nước một lòng cùng nhau đoàn kết, giang tay đón những con người đất Việt khắp phương trời vì nhân nghĩa tình thương. Trận chiến này gian khổ khó khăn, hãy vững tin chúng ta sẽ thắng, và người lính thời bình thầm lặng vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình. Rồi các bạn ơi, các bạn chú ý này, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau làm cái đề này nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau làm cái đề này. Và như chị đã nói cùng với các bạn rồi, chúng ta sẽ cùng xem. Đối với các bạn thì đoạn thơ này, câu hỏi đầu tiên, đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Nhìn đây, nhìn đi, nhìn đi. Thể thơ nào? Kiểu gì cũng có đứa nhầm đấy nhá. Kiểu gì cũng có đứa nhầm. Thể thơ gì? Comment ngay, luôn, lập tức. Nào, thể thơ gì? Thể thơ gì nhở? Ngay, luôn, lập tức. Các bạn ơi, nào, thể thơ gì đấy? Thể thơ gì, thể thơ gì? Nào trả lời đi, thể thơ gì nào? À, nhiều người sẽ trả lời thể thơ 7 chữ, đúng không? Chị tin chắc luôn, bởi vì đọc cái đoạn đầu tưởng là 7 chữ. Thế nhưng cái vấn đề là các em ơi, cái câu này nó có mỗi 6 chữ đây này. Thế thì làm sao là thể thơ 7 chữ được? Đúng không? Thể thơ của chúng mình tự do, được không ạ? Hết sức lưu ý giúp cho chị vấn đề này, nhiều người bị nhầm lẫn lắm nhá. Ok nhá, giúp chị nhá, được không ạ? Lưu ý, lưu ý, lưu ý. Rồi, tiếp tục. Câu số 2, rất tốt, rất tốt. Ok, đồng ý. Rất là nhiều người đã được 0,5 điểm câu này rồi đấy. Được, duyệt. Tiếp tục. Câu số 2. Theo tác giả, những anh hùng hy sinh một thuở để làm gì cho tổ quốc? Yeah, đây là câu vừa được học xong. Theo tác giả mà. Vậy đây chắc chắn sẽ là cái dạng tìm ngữ liệu trong văn bản, đúng không? Bắt đầu tra từ khóa nhá. Đây là A này, đúng không ạ? Những anh hùng hy sinh một thuở để làm gì? Bắt đầu nhìn nhá. Đây, chính xác luôn. Những anh hùng hy sinh một thuở, ngay sau đó để làm gì? Cho quê hương muôn đời rạng rỡ, vững bước đi lên hội nhập bay xa. Chính xác, được 0,5 điểm nữa. Xong, 1 điểm. Ai được 1 điểm giơ tay chị xem. Ai được 1 điểm giơ tay chị xem nào. Rất dễ đúng không? Đã nói rồi, thật ra khi mà các bạn hiểu thực sự về bản chất ấy, thì các em sẽ không cảm thấy nó khó nữa. Nhiều khi là các bạn, thật sự là các bạn học đọc hiểu theo cái cách là ui nó dễ mà, nên là mình cứ chỉ học như thế thôi, chứ các bạn cũng không tận tâm hết sức cho cái việc học đọc hiểu. Chị nghĩ là điểm thấp là vì như thế thôi, được không ạ? Rồi bắt đầu nhá, câu số 3. Anh chị hiểu thế nào về câu thơ? Rồi, quả này là cái quả khó nhất đây. Đó là tư duy. Tư duy về ngữ liệu trong văn bản đây, đúng không? Thế thì ở đây là dựa vào quan điểm cá nhân mà. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ ấy, quan điểm cá nhân cũng phải đúng. Thế thì chúng mình sẽ cùng xét xem hai cái câu thơ này nó nói về cái gì. Thì thật ra nếu như những bạn nào mà làm nghị luận xã hội chắc đấy, thì đối với các em câu này muỗi. Chị nói thật, những bạn nào mà học nghị luận xã hội chắc nhá, câu này muỗi luôn. Làm phát xong luôn nhá. Rồi, giang tay đón những con người đất Việt khắp phương trời vì nhân nghĩa tình thương. À các bạn ơi, ở đây hai cái câu thơ này được không ạ? Hai cái câu thơ này chúng ta thấy thể hiện cái gì? Thể hiện tình nghĩa đồng bào, đúng không ạ? Tình nghĩa đồng bào. Hai câu thơ này thể hiện tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa dân tộc. Được không nào? Ok chưa ạ? Và chúng ta sẽ có nhận xét, tức là khi mà chúng ta đã tư duy về hai câu này, hiểu ý nó là như thế rồi, thì chúng mình sẽ đưa ra thêm một cái phần nữa, đó là cái phần nhận xét để được một điểm trọn vẹn. Câu này là câu một điểm. Nếu chỉ dừng lại ở việc là mình giải thích cái câu đấy thì không triệt để đâu, mà các bạn phải đưa ra thêm một cái phần nhận xét và một cái phần liên hệ nhỏ xíu ở đó nữa. Thì ở đây câu này có nghĩa là dù cho phương trời nào, đất mẹ cũng luôn dang rộng vòng tay cưu mang cứu giúp những con người đất Việt, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn, để thực hiện đúng phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Và đây là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Xong. Ok không ạ? Ít ra là các bạn không trả lời được y hệt như thế, thì các em cũng cần nhất thiết là phải đi đúng cái ở đây là nghĩa tình đồng bào. Được không ạ? Là tình cảm dân tộc đối với những người con trên đất nước Việt Nam này. Ok chưa? Đồng ý chưa? Nhá, ai đúng câu này được 1,0 điểm. Tại vì các bạn chưa có làm, thế nên các bạn chưa có thời gian suy nghĩ, đúng không? Và đối với câu 4 này, từ khổ thơ cuối bài, hãy rút ra thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. À các em ơi, thông điệp tác giả muốn gửi gắm các bạn ạ. Cái vấn đề là chúng mình không tự suy được, mà chúng mình phải dựa vào cái lời tác giả viết để suy. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại đoạn khổ thơ cuối nhá. Trận chiến này gian khổ khó khăn, hãy vững tin chúng ta sẽ thắng. Và người lính thời bình thầm lặng vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình. Ở đây chúng ta có rất là nhiều thông điệp có thể suy ra, nhưng hãy lựa chọn một thông điệp. Các em có biết chị thường lựa chọn thông điệp dựa vào cái gì không? Đương nhiên là tính phù hợp với văn bản. Trước tiên là nó phải phù hợp với văn bản. Cái này để đảm bảo rằng thông điệp của chúng mình đúng. Được không ạ? Nhưng bao giờ chị cũng sẽ nghĩ đến một cái thông điệp mà chúng mình sẽ có nhiều đất viết nhất. Có nhiều đất viết nhất. Hay nói cách khác là chúng mình hướng đến cái thông điệp dễ giải thích nhất để đảm bảo cho cái câu này của chúng mình trả lời hay và thuyết phục. Ok không ạ? Lúc nào cũng phải chừa con đường đi cho mình chứ. Tự mình lao vào thế khó làm gì, được không? Giống như nhiều đứa ấy, cứ hỏi chị thế này. Trong cái câu nghị luận văn học cứ hỏi chị là: chị Hiên ơi, em viết phần mở bài em đưa thông tin về tác giả rồi, thì ở trong cái câu 1 của phần mở bài em đưa cái gì hả chị? Thì chị mới bảo với các bạn ý rằng là thế tại sao bây giờ có 5-7 cách viết mở bài rất là hay, từ đề tài, từ nhận định. Thế sao không chọn cái cách mở bài đấy? Biết được rằng là khi mà mình viết mở bài bằng thông tin tác giả thì là mình tự gây ra khó khăn cho mình rồi mà vẫn còn lao đầu vào khó khăn. Thì chị cũng xin là chịu các bạn và xin là tặng các bạn một bông hoa nhá. Đấy là bông hoa của cái sự ngang ngược. Ok không? Túm lại là như vậy nhá. Thế thì rõ ràng là mình là người được quyền quyết định, mình là người có quyền chọn cái hướng đi cho bản thân mình. Thế mà cuối cùng tự mình lại chọn lựa vào cái thế khó như thế thì đấy là chị cũng xin chịu các em thôi. Mặc dù đấy là cái bài thi quan trọng nhất trong cuộc đời, bao nhiêu cái cách mở bài hay thì không chọn, lại đi gì ạ? À thế mà lại đi theo cái hình thức là em viết về tác giả tác phẩm, xong cái phần kia em làm thế nào thì thôi, xin chịu nhá. Chịu Rồi bây giờ quay trở lại đây, đối với cái câu này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều bài học thông điệp có thể rút ra, đúng không ạ? Chúng mình có thể lựa chọn cái thông điệp tác giả muốn đưa ra ở đây. Thứ nhất đó chính là gì? Niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng. Được không? Niềm tin vào chiến thắng. Trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Được không ạ? Và thêm một cái nữa, đó chính là gì? Đó là trân trọng. Trân trọng, biết ơn những con người đã hy sinh, cống hiến, thầm lặng cho Tổ quốc. Được không ạ? Hy sinh, cống hiến, thầm lặng cho Tổ quốc, cho đất nước. Được không nào? Và song song với đấy, các bạn tự đưa ra cái sự lý giải phù hợp nhá. Ok chưa ạ? Xong bài này, Được chưa ạ? Đây là cái phần đọc hiểu mà chị hướng dẫn qua cùng với các bạn để lấy một cái ví dụ cho các bạn, để các bạn nhìn vào đây và các bạn hiểu. Đồng ý không? Thì ngày hôm nay đây sẽ là cái phần đầu tiên chị hướng dẫn cho các bạn. Ngày mai chúng mình sẽ cùng với nhau đến một cái buổi căng não hơn, dài hơn và mệt hơn. Đó chính là cái câu nghị luận xã hội của chúng mình sẽ triển khai làm như thế nào. Thì các bạn có hiểu ngày hôm nay không? Hiểu bài ngày hôm nay không? Mặc dù nó rất ngắn gọn. Bản thân chị thì không thích nói dài dòng. Thật ra các em có thể thấy là ở trên fanpage đôi khi chị hơi dài dòng thật. Nhưng mà khi mà đã vào học cùng với chị trong các khóa học hay chiến dịch thì chị chả bao giờ dài dòng cả. Chị cũng chẳng có thời gian để mà nói chuyện với các bạn cơ. Chị nói thật. Bởi vì cái việc quan trọng nhất của chị trong những cái chiến dịch và trong khóa học là chị nghĩ rằng là đó là việc truyền đạt kiến thức. Còn lại những cái câu chuyện khác thì chị em mình có thể trao đổi với nhau sau. Túm lại là như thế. Thì ngày hôm nay nó cũng là một cái ví dụ rất là hay và cũng là cái thời điểm phù hợp để các bạn ôn lại về kiến thức của phần đọc hiểu. Chị nghĩ là như vậy nhá. Ok chưa nào? Và chị nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là Học Văn Chị Hiên tháng 6 sẽ có khóa học 10 ngày cực kỳ hot hit. Và khóa học này thì sẽ học tất cả mọi vấn đề, tút lại tất cả mọi vấn đề nghị luận xã hội, đọc hiểu và nghị luận văn học một cách siêu đầy đủ. Và hiện tại thì khóa học này đang có ưu đãi cực kỳ là khủng về học phí. Nếu mà để đến tháng 6 mới đăng ký thì chắc chắn là các em sẽ không có ưu đãi khủng như thế đâu. Thế nên chị thông báo với các bạn như thế, 1.500 bạn ngày hôm nay. Nếu như ai thực sự muốn săn 8 cộng môn văn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia này thì có thể tham khảo thêm nhá. Đồng ý là như vậy. Còn buổi tối ngày hôm nay chúng mình sẽ dừng lại, giữ sức cho ngày mai, một buổi chinh chiến cực kỳ khủng khiếp trong ngày mai cùng với chị đối với nghị luận xã hội nhá, để giành tiếp tục 2 điểm nhá. Còn buổi tối ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia rất nhiệt tình và hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại những chiến binh của chị trong buổi tối ngày mai nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.